Đối phương là Aphelios và Prom thì lựa chọn của Lehen là một con Rakan. Đúng, đội hình của KT Roster đang thiếu mở đầu tranh. Họ cần một con bài có một cái khả năng mở ngay lập tức. Và Rakan là một con bài có thể đáp ứng được cái yếu tố đó. Một đội hình mà nói thật rằng là KT Roster đánh late game thì cũng sẽ không yếu đâu khi họ có cả Azir và Jinx. Nhưng nhìn sang phía bên kia thì xem, hai xạ thủ Wheeler và Teddy thêm vào đó nên là con On đúc đồ ở giai đoạn từ cấp 13 đổ đi đến từ Budon. Nó sẽ là những cái tiền đề rất tốt để Liên Sáng Bốc đến với giai đoạn sau của trận đấu ở trong vòng đấu đầu tiên này. Điểm nóng vẫn sẽ là nằm ở khu vực đường dưới mà thôi, khi mà cặp đôi Aphelios và Prom sẽ đối đầu với Jinx và Rakan trong tay của Emin cũng như là Lehen, và hai người chơi đơn rừng sẽ đánh xoay quanh cánh dưới. Những phần nào đó thì KT Roster họ có thể xoay cái điều kiện thắng của mình lên cánh trên khi họ đang sở hữu một con Raiden, để xem là KT Roster và Liên Sáng Bốc sẽ thể hiện như thế nào ở vòng đấu đầu tiên này. Vâng ạ, xin chào mừng các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên của cặp BO3 giữa Liên Sáng Bốc và KT Roster, trận đấu thứ 19 trong khuôn khổ LCK mùa hè 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng LCK tiếng Việt bản quyền thuộc về BoxSport. Hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ để lại cho chúng tôi những cái tình cảm, những sự ủng hộ bằng những lượt like và lượt subscribe. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với cả cái ván thi đấu đầu tiên này. Hiện tại thì như các bạn đang được nhìn thấy thì Liên Sáng Bốc và KT Roster đang có hiệu số là ngược nhau là 1-2 cùng với cả 2-1. Nhưng cái khoảng cách thì rất gần thôi. Nếu như KT Roster họ trượt chân thì sẽ để Liên Sáng Bốc cân bằng. KT Roster sẽ cần phải để mắt đến con lập lăng trong tay của Closer để xem là Closer sẽ thể hiện như thế nào với con lập lăng giao điện mà anh ta đang muốn hướng lên ở trong ván đấu này. Cánh dưới này thì vẫn sẽ là những cái sức ép đến từ Teddy và KL. Khi mà Teddy có súng rồi thì anh ta sẽ đẩy đường rát hơn so với Aiming và Lehen và chủ động đánh thủ khi biết rằng Wheeler đang ở cánh dưới của bản đồ. Vào dòng luôn đến từ Wheeler, một tình huống đẩy tốt hơn đến từ Teddy và KL. Khu vực đứng giữa thì đang là một cái thế lính khá là cân bằng đến từ Closer nữa. Ưu thế dành cho bên phía của Liên Sáng Bốc và họ sẽ có được con dòng nguyên tố đầu tiên ở trong ván này. Mục tiêu đầu tiên tranh chấp tốt hơn từ bên phía của Liên Sáng Bốc, và chiêu cuối tung ra tới từ Aiming để cố gắng có được cho mình cái con rồng này. Tuy nhiên thì bên phía của Liên Sáng Bốc họ cũng hiểu được điều đó và họ lui ra ngay lập tức. Ở khu vực đường dưới là nhịp đẩy tốt hơn rất là nhiều tới từ bên phía Liên Sáng Bốc, vậy nên KT Roster họ buộc phải đánh thủ rồi. Cái tốc độ đẩy đường đến từ một con lập lăng giao điện nó sẽ được tăng cường và nó sẽ gây khó cho BD. Anh ta sẽ vừa bị cấu rỉa và vừa bị đẩy đường rát hơn so với lại lập lăng của đối thủ. Ở trong những khoảng thời gian sắp tới có cả Rakan trong tay của Lehen và cả một con Brom trong tay của KL di chuyển ra nữa. Nhưng liệu đây có phải là pha đái chủ ở cánh trên hay không? Bản thân Kazo đến từ vị trí kia bắt choáng thành công tuyệt mạnh và một đòn không có đường nào thoát cả. Trông choáng rất khít đến từ một đôi bên phía của KT Roster và họ có được chiến công đầu, cùng với đó là pha thả sứ giả. KT đang swap điều kiện thắng của mình lên cánh trên với một con Raiden áp đảo hơn đến từ Kim từ giai đoạn đầu trận. Và vừa rồi họ có được chiến công đầu cũng như là trụ bột tạo bản đồ. Và đúng như mình dự đoán, ở trong cái giai đoạn cứ vào chọn khi mà KT Roster gặp khó thì họ vẫn sẽ có một kèo đấu đường trên lợi thế hơn dành cho Kim, và để xem là với những lợi thế đang có được thì con Raiden này của Kim sẽ snowball như thế nào và anh ta sẽ sụp núi như thế nào ở con dòng nguyên tố sắp tới đây. Nó đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ các thành viên bên phía của Liên Sáng Bốc. Tầm nhìn cua dành cho họ và mắt đến từ KT là không quá nhiều, nhưng đã có tín hiệu di chuyển quay trở lại đến từ Kim rồi. Chuẩn bị có giao tranh nổ ra, con rồng còn nửa máu, Closer di chuyển vào, cái đao điện nó chưa kịp thời hồi lại, đòn đánh thương vào người BD không gặp vấn đề gì cả. Wheeler đang phải lui ra tốc biến, làm cho nó BD thành công, Kim đã vào vào và sát thương nổi vào quá khủng khiếp. Wheeler nằm xuống cực kỳ nhanh chóng, không còn cứu cứu sinh nữa. Budon đang bị tấn công, KL đang phải ôm Teddy về, còn Budon thì không ai đưa anh ta về nổi cả. Và giao tranh thắng cộng với cả con rồng dành cho KT Roster, thế trận đã bắt đầu được đảo chiều. Vừa nói là Kim để xem anh ta xuống núi như thế nào thì anh ta xuống núi một cách rất khủng khiếp với thần cá sấu tốc biến bắt choáng nộ vào Wheeler, và con Kim Red nó không có dây thủy ngân để giảm đi cái lượng hiệu ứng đến từ thành viên bên phía của KT Roster trồng vào, không kịp bật cứu cứu sinh chết chay đến từ người chơi đi rừng bên phía của Liên Sáng Bốc. Trước tiên là pha thả sứ giả đến từ KT Roster, hút của sứ giả sẽ được thực hiện và nó sẽ lấy đi rất nhiều máu với trụ bột này. Có thể phòng ngự được đến từ ba người bên phía của Liên Sáng Bốc, có thế ở đứng giữa, và đây sẽ là pha di chuyển ra sứ giả đến từ các thành viên bên phía của KT Roster mà thôi. Closer đẩy lẻ ở khu vực đứng trên và anh ta chuẩn bị có được một trụ dành cho Liên Sáng Bốc để gỡ gạc lại cái lượng tiền thua sút so với lại KT Roster ở khoảng thời gian phút thứ 19. Đứng giữa lại liệu họ có phòng ngự được hay không đây? Đầu là những cái con linh cát đẩy ra rất khó chịu đến từ BD, và vừa rồi là tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp để cấu máu cũng như tạo khoảng trống để cướp đang ăn rồng
với con rồng nguyên tố thứ ba của bán đấu, Xbox không có bất cứ một tầm nhìn nào ở khu vực này cả và quyết định của họ là buông bỏ. In cũng sẽ có được thêm một trụ nữa dành cho bên phía của KT Roster để nâng tỷ số về trụ lên là 2-1. PD sẽ chạy lên cánh trên để có thể phòng ngự thần lính được đẩy vào đến từ vị trí của Closer và ưu thế cho tình huống trao đổi vừa rồi chắc chắn đã thuộc về KT rồi. Tất cả các vị trí của KT Roster trừ Lehen đều đã có được cho mình hai trang bị lớn và đây là ngưỡng sức mạnh đến từ KT Roster. Họ sẽ muốn triển khai một tình huống đánh nhau ở phục nào đó mà Baron đang được hướng tới trước đến từ Lisbon. Và ôi, sắp thương nhồi vào quá nhanh, Lehen không kịp phản ứng gì cả và người chơi hỗ trợ của KT lên bảng điểm số. Đây liệu rằng đã phải là một cái lợi thế để cho Sandbox tràn vào Baron hay chưa? Câu trả lời là có rồi. Kin biến trở về nhà và dịch chuyển trở lại bên phía KT Roster. Họ buộc phải tìm đường giao tranh trong pha này, nếu không họ sẽ mất trắng con Baron. Người đang ở phía xa dịch chuyển đến sau đó chính là BD. Viego của Curse đang bắt đầu di lại gần. Con Baron còn 3000 máu nữa thôi. Ánh sáng sẽ lối tung ra vào người BD. Sát thương nhồi vào là rất đau và BD đang mất rất nhiều máu. Buron sắp nằm xuống rồi. Buron sẽ phải lui ra. Kin bấm đồng hồ để câu giờ. Baron đang hồi lại máu. Kin vẫn đang cố gắng để có thể bơi. Anh ta tạm thời là bơi ra được, bị câu giờ lao vào tiếp cận. Vẫn còn một chấm máu thôi. Kin anh ta chưa nằm xuống. Cuối cùng đã phải nằm xuống rồi. Nhưng Baron tìm một phép đẩy tốt hai người về. BD anh ta đứng trong cứu sinh. Anh ta vẫn đang còn sống. Teddy còn một chấm máu nữa mà thôi. Và cứu sinh hồi lại được máu. William đang cố gắng để có thể quẩy nhưng ta không quẩy được rồi vì Curse với rất nhiều sát thương. Curse còn cả máu nữa. Biến thành cái xác của một con Worm không được tốt cho lắm. Và anh ta bị quay bởi hai người là Teddy và Closer. Mà anh ta nằm xuống. Con Baron được giữ lại trong khi đó em mình không quan tâm đến giao tranh. Khả năng phòng ngự với một con Dinh là không đủ. Azir trong tay của BD di chuyển ra thì đã trễ rồi. Azir trong tay của BD quyết định là không up sớm cho mình một cái mũ phù thủy mà anh ta mua cho mình một cuốn sách quỷ để có thêm hồi chiêu nha. Để xem là cái kiểu lên đồ lỡ cỡ này của BD nó có phát huy hiệu quả hay không với 2 phút bù lại Baron đến từ các thành viên bên phía của Lissabox. Sô lên, Rakan bật tăng tốc, Lehen đang muốn tiếp cận đội hình của đối phương với một pháp thần tốc cũng như là xuất hiện hành tráng. Như đây là pha mở dê đến từ vị trí của Ideon trong tay của Budon. Tốc biến dê hút lần 2. Anh chắc Zolo đến từ vị trí của Teddy gây rất nhiều sát thương vào Kin và lập lạc biến này vào thì anh ta bị mê hoặc. Anh ta bị mê hoặc đóng nhẹ cái đồng hồ để câu giờ. Còn Kin thì quá thấp máu rồi. Tiền mạng cũng đã có dành cho Curse khi mà anh ta bắt được lập lăng trong tay của Closer. Người không còn tốc biến nữa và BD số thẳng lên với tình huống can lưu động. Tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp vừa rồi bị chắn bởi KL. Lissabox mất một người. Thôi sao cái bộ lại Baron này không hiệu quả rồi. Tôi không rõ 100% ai là người côn trong pha đó tới từ KT Roster, nhưng rõ ràng là nó đã phát huy tác dụng và lướt của vong linh lên bắn. Nhưng mà Teddy hồi lại là cực kỳ nhiều máu là vào rồi. Bật chiến hạn đẩy được 3 người về. Bật cường cũng sinh tới từ Wheeler. Nhưng mà Teddy đang còn rất thấp máu, bị kiệt sức. Teddy đã nằm rồi. Em mình có hưng phấn lao lên bắn tiếp. Wheeler đang nỗ lực gây sát thương, bị lao vào. Nhưng Wheeler vẫn đang bắn được tương đối nhiều. Và em mình đang có hưng phấn. Em mình lao ra bắn tiếp. Nhưng bị Budon cắt một phía này. Budon sẽ cùng em mình. Em mình nằm xuống. Sát thương KT Roster đã hết. Kin đang cố gắng bơi nhưng muộn cân ba là hơi khó. Anh ta la vào có tuyết huyết để có thể hồi lại máu, làm choáng có nộ. Kin đang cố gắng để có thể bơi. Anh bởi vì anh ta còn cho mình giáp thiên thần và sẽ hồi sinh lại thêm một lần nữa để xem liệu rằng là ba thành viên còn lại của Lissabox có làm được gì hay không đây. Làm choáng được Budon, sau đó là rút về với các bát sắt. Anh ta vẫn còn cho mình tới hơn 1000 máu nữa. Wheeler đang cố gắng để có thể dí theo cả Kaya và Budon như vậy. Kin bị làm chậm, Kin vẫn ngược trở lại và Closer dịch chuyển vòng ra phía sau, mạng dành cho Closer quét sạch cho Lissabox. Mặc dù là những cái điểm hạ gục nó đang được nhường cho không phải là đúng người cho lắm, nên là nhường cho Tết chứ bạn, nhường cho em Minh thì là hợp lý hơn. Nhưng mà Curse với con Viego ăn cũng được. Hai giáp thiên thần đã có trên người thành viên KT Roster và Closer đang lao lên cho mục tiêu là Curse. Curse mất cho mình 1/4 cây máu. Cấu máu rất là khó chịu tới từ con lợp lăng này. Và Budon cũng đang bị tấn công, lao lên thêm lần nữa tới từ Closer. Hỏa dương hiệu triệu được gọi, nạn nhân sẽ là em mình luôn. Và người vẽ tung lại không phải là em mình mà đó chính là Curse. Hỏa dương hiệu triệu không còn nữa rồi. Lehen và cùng với đó là BD có thể tìm đường để mở giao tranh được vì đang chờ góc để có thể lao lên. Closer sẽ biết là trong này. Closer mất tốc biến bỏ chạy thêm một lần nữa. Và Closer đã hai lần anh ta đứng ở vị trí mà để cho KT bắt, sau đó là mất tốc biến rồi. Con rồng nguyên tố này sẽ là linh hồn rồng nước dành cho thành viên bên phía của KT Roster. Cái thứ mà họ cần để giảm đi khả năng cố máu khó chịu đến từ con lập lăng trong tay của Closer đang ở trước mặt nhưng không thể vào được. Tốc độ ăn lao quá nhanh đến từ bên phía của Lissabox. Quan trọng là Lissabox có về được hay không đây. Góc về của họ đang bị khép bởi Lehen. Vốn xuyên ánh tráng hất tung thành công tất cả mọi thứ dồn vào Wheeler. Ép Wheeler phải mất cứu sinh. Băng địa chấn được tung ra đến từ vị trí của Kyle. Anh ta dựng khiên lên chắn cho đồng đội của mình và Wheeler thoát thân với một chấm máu. Nhưng đường về của anh ta thì xa quá, không còn trụ hai để bảo vệ dành cho các thành viên bên phía của Lissabox nữa. Và KT Roster họ đang muốn bóc họ đối phương à? Không được. Xem hai đội xem búa Baron như thế nào. Bắt đầu có sát thương thêm với tụi mình rồi nhưng mà cụ máu của Closer thì nó vẫn đem lại một cái độ hiệu quả rất cao nhá. Đánh tay QE. Được cái máu Lehen mất đi rồi.
Và tôi vẫn nghĩ rằng KT Roster họ sẽ cần phải đầu tư vào con rồng nguyên tố tiếp theo của bán đấu để có được cho mình linh hồn rồng nước, phần nào đó giảm đi cái áp lực đến từ một con lập đang cấu rỉa quá khó chịu đến từ đường giữa bên phía của Usmok. Anh ta không có tốc biến nhưng ta rất là tự tin, Kinn không có quá nhiều kháng phép. Nhưng hai bắn đến từ Aiming lấy đi gần được cái máu của Closer. Tốc độ ăn Baron đến từ Usmok là khá nhanh nhưng KT đang ở lý có thể giao tranh được hỏa dương hiệu triệu hung chúng hai người. Tốc biến hất tung không thành công đến từ Budon bằng điện chấn trồng vào, bị hất tung ngược lại đến từ người chơi đứng trên bên phía KT Roster. Chính xác là Usmok và họ anh ta lên bảng điểm số rồi, có hưng phấn đến từ Aiming và anh ta giật bắn thành công. Tốc biến hất tung đến từ Kurt nhưng không thành công, anh ta phải lùi về với tình huống tuyệt mạnh của mình. Bên này thì có Sui mã support tốt đến từ BDD, bị đẩy được một người về và Brom lên bảng điểm số, KL nằm xuống rồi và Willer bị kẹt lại trong kill cứ gì, anh ta cũng đi cùng luôn, anh chẳng dẫn lối đến từ Teddy nhưng chưa có được điểm hạ gục. Triple kill dành cho Aiming và anh ta đang tìm kiếm điểm hạ gục tiếp theo trong tình huống này. Cú quét 4 người dành cho KT và đây sẽ là pha kết thúc ván đấu khi KT đẩy ở cánh trên. Một mình Teddy tôi nghĩ rằng là quá khó để có thể phòng ngự trong pha này, trừ khi mà anh ấy dọn lính nhanh và bắt đầu lao vào tới từ Kinn, Kurt cùng với đó là Lehen để sẵn sàng cho Aiming bắn. Sau khi có nỏ thần Dominic, cái khả năng gây sát thương của Aiming là khác biệt hoàn toàn luôn. Anh ta cho thấy rằng một tình huống giao tranh cực kỳ mẫu mực của cái tướng trong pha vừa rồi lại tiếp tục có hưng phấn lao lên bắn trụ tiếp. Kinn bật thần cá sấu, nạn nhân cuối cùng của KT Roster, có giáp thiên thần tới từ Teddy, nhưng bao nhiêu cái giáp thiên thần mới là đủ đây. Sau khi hồi sinh thì đó sẽ là cú penta không chính thức của Aiming. Quát ra kill không chính thức rồi sau đó là penta không chính thức dành cho Aiming để kết thúc buổi ván đấu rất căng thẳng đến từ hai đội. Tôi nghĩ rằng Budon bị vội quá, ta bị quá vội trong tình huống mà dùng con dê của mình để mở, sau đó là cú tốc biến hút thẳng vào tường. Cái khoảng cách gây sát thương đến từ vị trí của Aphelios đó là quá xa và Teddy không thể follow up theo đồng đội của mình ở trong cái tình huống giao tranh cuối đó. Từng người của Lisbon nằm xuống, một tình huống Suriman Shuffle và như tôi đã nói, một cái kill cứu sinh được đặt ra nhưng bạn bị đẩy ra khỏi cứu cứu sinh bởi tình huống phân chia thiên hạ của đối phương và KL nằm xuống, không còn bất cứ một công cụ nào để bảo kê cho Teddy nữa.